Dịch vụ du lịch Hoàng Dũng xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín tại thị xã Cai Lậy Tiền Giang. Phục vụ với phương châm mọi lúc mọi nơi giá cả hợp lý. Nhà xe chúng tôi chuyên cho thuê xe từ 4, 7, 16 đến 45 chỗ. Phục vụ xe hoa cưới hỏi, tham quan du lịch, đưa đón sân bay, bệnh viện, đón tận nhà trả tận nơi. Với đội ngũ tài xế dày dạn kinh nghiệm thông thạo đường đi, phục vụ chu đáo tận tâm, nhiệt tình, luôn mang đến cho quý khách tự tin trong suốt cuộc hành trình. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian qua. Sự ủng hộ của quý khách chính là sự động lực to lớn đối với dịch vụ du lịch Hoàng Dũng để vững bước trong những chặng đường tiếp theo. Với các dòng xe đời mới máy lạnh, karaoke, nước suối, khăn lạnh miễn phí trong suốt cuộc hành trình. Trong quá trình phục vụ nếu có điều gì sai sót xin quý khách nhiệm tình bỏ qua. Và trực tiếp gọi số điện thoại 0916 705 848 0364 463 848. Được phục vụ quý khách là một niềm vinh hạnh to lớn đối với dịch vụ du lịch Hoàng Dũng. Xin chân thành cảm ơn. Và ok, trên màn hình mọi người vừa xem qua, đó là một video quảng cáo mình tạo ra cách đây một năm để quảng cáo cho cái thương hiệu của mình nha mọi người. Thì trong cái bài viết hôm nay, mình chia sẻ đến với tất cả mọi người còn cái này chiến hữu về cái logo. Thì ta làm quảng cáo thì cần cái logo, nhưng mà đặc biệt cái video logo ở đây, mọi người thấy chưa? Nó xây đủ mặt luôn nha mọi người, Nó xây đủ mặt, đủ chiều hướng khác nhau nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? thì trong tất cả mọi người chúng ta nếu ai yêu thích công nghệ và thích tạo cho mình một cái quảng cáo thương hiệu hoặc làm cái logo như vậy thì hãy cùng mình cầm chiếc điện thoại lên nhé nào chúng ta cùng nhau cầm chiếc điện thoại lên và cùng nhau chia sẻ nha mọi người rồi ok và bây giờ mình xin mời tất cả mọi người cùng cái này chứng hữu nhìn về cái màn hình mọi người thấy chưa cái logo của ta xây rất ok cái logo ta xây rất đẹp mọi người đó, đặc biệt là trong mọi người thấy nó nhấp nháy nhấp nháy ở trong à, ở trong nó nhấp nháy nhấp nháy nha mọi người đó thì là cái lưng nè, cái lưng logo nè, Đó. nó láng mịn, láng bóng luôn nha mọi người, Đó, láng bóng không có một cái răng cưa nào hết. nhưng mình cũng không hiểu vì sao gần đây các anh em chiến hữu cứ nhắn tin về zalo cho mình là cứ bảo rằng là làm bị lỗi rồi cứ copy, copy, copy lên nhiều lần như vậy để cho nó đề là khỏi bị lỗi. cái này mình chỉ làm một lần thôi nha mọi người, không cần phải copy, copy biết gì hết nha. Đó chứ không phải như làm rồi bị lỗi cái răng cư này mà copy 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 tám chục lần lên để chi để cho nó đề cái 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 lần này nó đề cái lần kia là khỏi bị mất cái đó cái này đơn giản thôi ta chỉ cần làm một lần đó là thế là xong chứ đâu phải cần phải copy hàng chục hàng trăm lần lên mà để cho đề lên mà nó khỏi bị lỗi đâu nha mọi người đó bây giờ mọi người thấy cái logo của ta ha rất xịn sò chưa đó rất bóng và láng ha mọi người thấy không ok chưa đó và đây mọi người thấy cái logo ta xây chưa? Đó, muốn bao nhiêu mặt, ra, muốn xây hàng trăm mặt cũng được, nó sẽ không cần hai ba mặt. đó mọi người thấy không? Muốn xây mặt nào cũng được, ta? muốn bao nhiêu mặt cũng được mọi người thấy chưa? Và đặc biệt là cái lưng logo ta rất láng. ha Và đó mọi người thấy chưa? Mặc dầu mình bung rộng cái logo của mình ra hết cỡ luôn nhưng mà mọi người nhìn không thấy lỗi thấy mọi người, nó không bị sọc bị răng cưa gì hết thế gian, ok chưa? mọi người thấy cái đừng lô rắc láng chứ không phải như mà làm mà để mà bị sọc rồi copy 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 lên tám chục lần 180 chục lần 280 chục lần gì đó để cho nó bị đè cái lỗi đó nghe mọi người và rồi ok để tạo được một cái logo mà nó xây nhiều mặt như vậy ha thì đầu tiên ta phải cần có nhiều cái logo nha mọi người thì ví dụ chẳng hạn đây ta vào bộ sưu tập này thì nếu một mặt thì là nó một cái logo thôi mà ta nếu nhiều mặt thì ta cần nhiều hình logo. thì ở đó chẳng là mọi người thấy nè ở đây logo mình tạo nè. mọi người thấy logo mình tạo xin xò chưa? Đó. Những cái logo mình tạo nè, OK chưa? Đó. Mấy cái logo mình tạo này nha mọi người. Đó. Thì nói chung mình tạo, nói chung muốn bao nhiêu mặt, mình muốn xây bao nhiêu mặt là có bấy nhiêu cái logo nha. Đó chẳng hạn như cái logo mình tạo nè. đó, mình tạo mà nhớ cái logo như vậy. Thì đó, nói chung là muốn bao nhiêu cái thì ta tạo bấy nhiêu ha đó chẳng hạn như đây mấy cái logo mình tạo đây đó, đó thì nói chung là bây giờ nói với mọi người là mình muốn bao nhiêu mặt là có bấy nhiêu hình logo nha rồi sau khi ví dụ như có nhiều hình logo như vậy rồi thì ta vào cái master đây nha rồi cái master nó mở ra mọi người bỏ dấu test này đi vào ngay chỗ cái đây chỗ bánh răng này ta tích vào tích vào chỗ đang chỉnh sửa đây ta kéo này về khoảng chừng 3.5 hoặc 4 thôi tùy theo mọi người nha đó ở đây mình làm là thực làm là mình cho 3.5 nha cho nó đứng lại ngay chỗ 3.5 đi rồi ok ta tìm đến những cái hình logo của mình ví dụ đây ha, ta, đây một cái cái logo nè hai cái hình logo này nha người ta ta muốn bao nhiêu mặt là ta có bấy nhiêu hình nha đó để mình tìm cái hình logo nó nằm ở trong cái cái máy của mình nó nằm đâu mất tiêu hết trơn rồi đây 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 ví dụ mình làm vài cái sao mọi người xem thôi nha nói chung mọi người muốn bao nhiêu ha bao nhiêu xây bao nhiêu mặt thì đưa bấy nhiêu hình nha rồi này rất đơn giản ngay chỗ cái này là mọi người muốn cho nó chuyển cảnh nó cũng được không cho chuyển cảnh cũng được ha chẳng hạn như bây giờ mình cho nó chuyển cảnh đi muốn chuyển cảnh gì cũng được ha đó cho nó chuyển cảnh là nó đẹp hơn nha đó chẳng hạn nó muốn cho nó chuyển cảnh gì cũng được đình chiếu nè nói chung tất cả mình muốn cho chuyển cảnh gì cũng được nè. Đó. nói chung là cho tất cả muốn cho tất cả chuyển cảnh gì cũng được nha rồi và sau khi chuyển cảnh hết xong ha đó đơn giản ha, không có gì hết ta lưu nó lại nha rồi ta lưu cái này lại rồi và ok sau khi uh, lưu lại những cái bức ảnh bằng camera xong nè ta mở thì mở trình lên nha mọi người và rồi sau khi uh, Mortician đi uh, mở ra thì ta lít vào dấu cộng nè ha đầu ta ở đây chọn tỷ lệ ha ta chọn tỷ lệ nào cũng được nha thì ở đây bây giờ mình muốn bỏ vô một cái video nào của mình bất kỳ ha Đó, thì rất là đơn giản ha ví dụ ở đây mình chọn 16.9 đi ha. rồi ok rồi tiếp đến nè ta lít vào dấu cộng này nha Đó, thì mình muốn cái video nền nào mình mà mình làm trên cái video nền nào cũng được ha bất kỳ một cái video nền nào nha. ở đây mình làm không có tách nền nha đó, mình đưa thẳng vào video luôn, không có tách nợ Nào, bây giờ mình chuyển qua cái mục video. Chẳng hạn như mình muốn được cái video này, mình lấy cái video này, rồi ép nó xuống luôn nha. Rồi, sau khi ép cái video mình xuống, tùy theo mọi người thời lượng của video mọi người muốn dài, mỏng gì đó dài, dài ngắn gì đó, thì tùy theo. Thì hồi nãy mình làm demo một xíu vậy thôi nha. Thì bây giờ tiếp đến, ta vào mixer đây. Đó, mixer là con nó cũng như lớp vậy nha. Rồi, ta vào một video. Ta lấy cái video, ta lấy cái video mà mình mới làm mình cài master đó, mình ép logo đó là đây Rồi ta đưa nó xuống luôn nha Rồi và ok, à, video của ta được đưa xuống thì nó đứng cái hình như vậy nha mọi người, rất đơn giản nha Đó ta cuộn qua à, Ta tìm đến cái mục Rớp này nha, Rớp đây à, Ta vào Rớp tiếp nè à, Bây giờ ta chọn Một cái hình tròn à, Hình tròn nó đâu, hình tròn nó đây, ta chọn đến cái hình tròn nha đó ta cắt nó nha à, sau khi ta lít vào hình tròn đó bây giờ ta cắt bây giờ ta, ta cắt cho nó đều nó nghe đó cắt lại tại vì mình chạy cái kia là nó đen bây giờ ta gom ta cắt này nha đó ta gom ta cắt sẽ sẽ à, cái, cái cái video của mình nghe cắt bỏ cái lần đen nha rồi ok sau khi cắt xong ta ok đó rồi đánh chấp test này luôn thì bây giờ ha cái lần đen là mình đã cắt xong rồi thấy mọi người đó, bây giờ mình lần đen mình đã cắt xong rồi rồi ta trở ra nha rồi ta tìm mà ta lại lít vào cái video của mình đó ha ta vào edit đây rồi chỗ fx đây nha mọi người ta lít vào nó và bây giờ ta cuộn qua ha ta cuộn qua ta tìm đến cái mục đây Advanced 3D đây nha ta lít vào ta tìm đến cái tính năng 3D coin đây ta tích vào luôn nha đó rồi à, xong rồi mọi người đồng ý cho nó nè rồi bây giờ ta kéo cái này ra kéo bằng cái tự động ha mọi người có chạy bằng tự động bằng cái video của mình nha rồi và sau khi kéo cái hiệu ứng ha, video bằng xong thì ta lại tích vào đây tiếp nè ta tích vào cái 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 chỗ cái màu hồng này nha ta tích vào cái hiệu ứng đây ta lít vào edit đây thì ở đây mọi người chuyển qua cái dòng z này nha đó thì bây giờ mọi người thấy ở đây nè ở đây nè đó, nó có cái dấu này và ở đây màu trừ nè ta tích vào nó ta bỏ là cái nó cộng ta kéo nó qua ở đây còn một cái nữa nè đó ta kéo cái dấu này nó là sẽ trừ ta tích đi bỏ đi nó là cộng rồi ok ta lui nó về từ đầu rất đơn giản ta chỉ làm một lần thôi ta lui nó về từ đầu xong ta tích vào chỗ dấu cộng này đó thì nó sẽ là một cái dấu trừ rồi bây giờ ta cho muốn xoay ha ta muốn cho xoay như thế nào thì thế nào thì ta kéo ra chẳng hạn đây bây giờ mình coi cái đoạn video mình chẳng hạn ở đây là ví dụ như nó là 21 giây, mình làm demo cho nó 21 giây nha. Thì bây giờ chẳng hạn ta muốn lật qua lật lại thì ví dụ ở đây cũng rất đơn giản ta chia nó ra thì thành 10 giây đi. Đó, bây giờ tới 10 giây. Đó, bây giờ mình có nghĩa là 21, nhưng mà bây giờ mình lấy 20 thì là 10 giây. Đó, 10 giây thì bây giờ mình tích qua đây một cái nè. Đó, rồi ta tích clip vào đây. Đó, ta tích vào cái chỗ này nha. Thì giờ ở đây người ta chẳng hạn như mọi người cho nó thử Thấy không? chẳng hạn mình cho nó có khoảng gần một ngàn thôi ví dụ đại khái đại khái một ngàn thôi thì mình xem nó xây như thế nào đó. ví dụ nó nhanh chậm tùy theo cái cái thông số đó ta chỉnh nha ví dụ đây mình cho nó một ngàn nè. đó chẳng hạn nó xây là vừa ví dụ ha đại khái là vậy nó xây là vừa đi thì bây giờ tiếp đến nè theo ưng ý cái, cái 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 tốc độ xây nhanh chậm gì đó thấy không? Rồi ta click vào đây nè ta click vào thì ta vào edit lại nè Thì nếu mà đó, ta vào ngay chỗ cái, cái, cái dòng Z này lại nha Thì bây giờ Đồng ý với cái tốc độ đó rồi Thì ta kéo qua Ta cuộn qua Thì mọi người thấy dấu chấm đây chưa Đó Vừa qua dấu chấm một xíu thôi nha Đó Vừa qua dấu chấm một xíu thôi nha Đó Đó vừa qua, qua dấu chấm một xíu Đừng có để cho nó lọc qua bên kia nha Mà nhiều quá thì không tốt Đó mọi người canh làm sao ngay chỗ này Thì bây giờ ở đây Ta đánh cho nó thành một cái dấu trừ nữa rồi, 10 thì ta phải kéo tới 20. Cái bài viết này mấy hôm trước mình cũng đã chia sẻ rồi, thì bây giờ mình chia sẻ lại thôi, ta kéo tới 20 nha. Đó. Thì bây giờ ngay chỗ ngay chỗ cái dòng này nè, Ngay chỗ 1.000 nè, ta lít vào. Thì bây giờ ta tả nó về không. Rồi, đánh dấu chết cho nó. Cái bài cái này hôm trước mình đã chia sẻ rồi, bây giờ mình chia sẻ lại thôi, rồi đánh dấu chết cho nó. Đó, thì bây giờ mọi người xem nè. Cái logo ta đã xoay. Rất đơn giản, không có gì hết. À. rồi bây giờ mọi người muốn cho cái video logo của ta nó lớn ra thì rất đơn giản thôi à. đây ta vào chỗ khối lập phương này ta lít vào thì ở đây à. ta muốn đường lớn cỡ nào cũng được lớn nhỏ cỡ nào cũng được nha đó. ta cho lớn cỡ này thì muốn cỡ nào cũng được bung ra mình làm không có bị lỗi bị mẻ hết cứ bung cứ bung bự ra bung thoải mái rồi đồng ý cho nó rồi bây giờ mọi người xem cái logo của mình xoay nè có bị không đã thang cái lưng rất láng nay mọi người thấy chưa muốn mặt nào xem mà mọi người thấy quan trọng cái lưng rất láng nha mọi người đó thấy chưa ok chưa đó rồi tiếp đến để ta chờ nó nhỏ lại nha để ta chờ nó nhỏ lại đi còn cái việc này nữa nè rồi và ok ha, thì bây giờ cái này mình nắp lại thấy nó xay rồi ha? rồi ok thì bây giờ cái cái còn cái vòng ngồi nó rất đơn giản Nói chung là nó rất đơn giản không có gì mà phải lo ngại nó hết ta lít vào đây, để vào mixer nè. Ở đây mình có rất nhiều vòng nha mọi người, vòng mình nhiều lắm. bây giờ mình lấy đại khái cho một cái vòng này đi, ta lít vào. Rồi tẹt nó xuống luôn. Rồi, bây giờ cái vòng mình đã đã, đã xuống rồi ha. Rồi bây giờ ta trở về nè. Bây giờ mọi người muốn cái vi, xem cái video nền của mọi người muốn tới đâu. À, thì vì chẳng hạn bây giờ ta kéo ta xem cái video nền của ta có tới đâu nha. Cái video nền của mình thì nó dài nhưng mà ở đây À, là cái đoạn video hồi nãy mình làm thử demo mô là cái đoạn video nó ta ta hai thôi mình cho ta 20 đi 21 cũng gì đó ta cắt nó đi nha rồi cắt nó tại cái video này, này này mình làm demo mô nha đó ta còn cái video mà mình từ cái master ra mình làm demo mô cho mọi người xem đó là chỉ có 21 giây thì ta cắt luôn cái video này này đi cho nó 21 giây đi đại khái là vậy rồi thì bây giờ nè ta trở, nào, ta lít vào chỗ cái tam giác này ta trở về từ đầu nè rồi ta lít vào cái hình này, này nha ta lấy cái hình của cái vòng hình ta, ta đưa xuống đó ta lít vào đi Ta lít vào edit nha. Ta lít vào chỗ edit này nha. Cuốn hết qua. Mọi người thấy cái đồng hồ đây không? Ta lít vào cái đồng hồ. Thì bây giờ 20 phút. Ủa, xin lỗi 20 giây. Rồi, và thì bây giờ ở đây có 2.5 giây à. Ta lít vào đây. Ta sửa nó là 20 giây. nha Tại khi mình làm được mua 20 giây, thì 20 giây. Đồng ý cho nó. Rồi, bây giờ nó sẽ là 20 giây. Đó. Rồi ta click vào đây. Ta click vào chỗ này nha. Ta trở về lại tự động. Rồi tiếp đến nè. Mọi người cuộn qua. Đó. Trở lại từ tự động cuộn qua. Tìm đến ngay chỗ nè. Đó ngay chỗ Amimax đây nha. Ngay chỗ cái 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 chuột này nha. Ta click vào. Thì bây giờ mọi người muốn cho nó hiệu ứng. Xe qua xe trái xe phải gì. Ta click vào lớp nè. Đó. Thì ở đây mọi người thấy không. Hai cái hiệu ứng này là đó, hai hướng này nó xoay trái và xoay phải nha rồi giờ ta thích hiệu ứng nào xoay trái xoay phải trước cũng được ta lít vào một cái bất kỳ rồi ta chọn nó nha đó, ta chọn nó xong thì bây giờ ở đây là tốc độ nè à, ở đây thời gian tốc độ nè ta muốn cho nó tẹt ga luôn nè đó không? nó chạy tẹt ga luôn đó hết cỡ luôn còn ta muốn cho chậm ta lui về tùy theo tốc độ nhanh chậm là cái này nha ok chưa rồi sau khi đồng ý với tốc độ xong ta đánh dấu chết cho nó đồng ý nó thì bây giờ nè cái này nè ta muốn lớn nhỏ cái vòng này ta muốn lớn nhỏ ta cũng vào đây ta kéo này đó. lớn nhỏ tùy theo mọi người. cho lớn nhỏ ta, ta, canh chỉnh nó muốn để nó nằm ở đâu lớn nhỏ cũng tùy theo nào thấy chưa Đó. cái vòng này thì của mình rất nhiều Đó. ta muốn cho nó cỡ nào ta muốn cho nó sao cũng được nha Đó. đại khái là ví dụ như mình cho nó cỡ này đi nha đó mọi người canh làm sao cho nó khít nhưng mà bây giờ mình làm đờ mô đó mình làm đờ mô sơ lược cho mọi người thôi đó nghe ta ta canh làm sao cho nó khít là miệng nó 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 đẹp nha rồi bây giờ đồng ý với nó đó, thì bây giờ mọi người trở nó về từ đầu nè, đó, rồi mọi người xem thử, đó, nó xoay, đó. nó xoay cái cái logo ta lật qua lật lại, rồi tiếp đến nè, ta muốn cho thêm một cái vòng xoay ngược lại nữa, cũng rất đơn giản, ta trở về lại từ đầu nè, ha, ta lít vào chỗ này, ta lít vào cái 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 hình đầu tiên nha, đó. đây chỗ có chữ copy nè, ha, ta copy nó đi, copy nó thì sau khi copy thì ta được một cái vòng nữa, sau khi copy thì ta được một cái vòng nữa rồi, đó. tiếp đến, đó. ta vào chỗ edit này lại nè, chỗ edit này nha, Ta click vào edit này, rồi thì bây giờ và ta vào đây, vào chỗ chỗ đây, nè, ta đổi với nó đi, ta vào lớp nè, bây giờ cái vòng hồi nãy mình đã, bây giờ ta đổi nó sang hiệu ứng này đó. và ở đây, tùy theo cái thời gian ta chọn cũng như cái lúc trước thôi nhưng mà ta đảo ngược lại thôi không có gì hết rồi đồng ý cho nó thì tao ta trở về nè đó, trở về lại từ đầu nè thì bây giờ mọi người cái vòng đó cái vòng sau đâu vòng đây đó, nó bằng với cái vòng kia đúng không ta cho nó lớn ra một chút xíu đi ta vào edit nè rồi ta vào chỗ khối lập phương nè đây rồi ta cho cái vòng đó nó lớn ra lớn hơn cái vòng kia nha đại khái đi đó, mình làm lại làm được mô thử cho mọi người tùy theo mọi người làm được mọi người con chỉnh cho nó nha đó cho cái vòng này nó lớn ra đại khái là gì đi ha đó rồi mình làm ở đây là mình chỉnh chưa có chuẩn lắp mình làm demo cho mọi người xem thôi thì bây giờ mọi người thấy nè đó nó sẽ chạy ngược chạy xuôi cái chạy ngược chạy xuôi đúng chưa rồi bây giờ ta cho nó đứng đi trở về từ đầu ta không thích cái vòng đó thì ta lít vào đây tại vì hai cái vòng nó nó cùng với nhau hai cái vòng nó cùng với nhau ta không thích thì ta la vào đây đó, ta lít vô nó ta vào đây ta thay thế nó lít ngay chỗ này nè nha rồi ta cũng vào một hình rồi ta tìm ta tới cái vòng này thì ta thay thế bằng cái vòng này đi nha ta lít vào cái vòng này rồi ta đã thay thế được cái vòng mọi người thấy chưa ok chưa đó rồi, đó, rồi. thì bây giờ mọi người thấy nè cái vòng ta đã được thay thế thấy chưa Đó. Đó, Ta đã dạy xem nè à. Cái vòng thay thế Nó bằng cái vòng kia thấy không? Ta cho nó lớn lên Thì ta lít Ta trở về đi Lít vào Rồi Và ta vào edit nè Nha Rồi tiếp đến ta vào để Cho hình khói lập phương đây nha Rồi Ta cuộn cái này qua Cho nó lớn lên Đó cho nó lớn lên Tại khi nó thay thế mà thì nó sẽ bằng nhau. Đó tại cho nó lớn lên. Tại mình lấy theo cái này kia mình thay thế thì nó lớn lên, à, giờ ta lấy lên, ta cho nó lớn lên. Đó. tùy theo cái này ý mình nói nãy giờ mọi người tùy theo mọi người căn chỉnh nha, mình làm ở đây là mình làm chưa có chuẩn lắm vì lý do là làm đó, mình làm demo cho mọi người thấy mọi người hiểu thôi nha. Rồi ok đó. Thì bây giờ không? Ta trở lại lại từ đầu nè nha. Thì giờ mọi người thấy nè. Đó một cái xe ngược cái xe xuôi đó nếu mà tùy theo nhanh chậm nó nhanh lắm ta ngừng nó đi ta lít vào nó rồi ta lại vào ở đích nè nha rồi ta lại vào đây cho ai mới mắt này đây đó ta vào lớp nè ta kéo nó bớt lại cho nó chậm về đó cho nó chậm về thôi muốn chậm bao nhiêu ta cho nó chậm bấy nhiêu nha đó đồng ý cho nó rồi lui ra cái vòng ở trong còn chạy nhanh ta cũng vậy tùy theo đó ta canh cái tốc độ nó tác vào edit nè ha rồi vào đây đó Ủa, xin lỗi vào đây cho ai mắt nè rồi ta vào lớp nè rồi ta canh với cái tốc độ cái dòng ở trong lại cũng vậy thôi ta cũng lùi bớt cái tốc độ nó về đó tùy theo nhanh chậm đó. cái này là tùy theo nhanh chậm cho cái vòng đó ok nó rồi sau khi xong chuẩn hết rồi ta lui về nè Lùi về lại thì bây giờ mọi người xem cái logo của ta nè Ok vậy rất đơn giản, chuẩn không hoàn chỉnh nha mọi người. Đó bây giờ muốn xe ngược, xe xuôi, xe xa cũng được đó mọi người thấy chưa? Rồi bây giờ ta chỉ việc ta xuất nó ra thôi. Ok chưa mọi người thấy chưa? Rất đơn giản, Không ra mình làm không bị lỗi, không bị sập, bị răng cưa gì hết mà không phải copy gì hết nha mọi người. Ok chưa? Rồi. Rồi. Nha, bây giờ mình lui lại nè. Thấy không? Đó. Mọi người xem lại nè. Ok chưa? Và rồi ok, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha mọi người. Đó, mọi người thấy mình làm rất ok, không bị lỗi mẻ không gì hết nha mọi người. Ok.